Namaste. Namaste. Xin chào Văn Anh, cậu đang ở đầu cầu nào thế? À, mình đang ở đó, Biên Hòa, ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Ok, chào Văn Anh từ đầu cầu Biên Hòa. Rồi, các bạn đang ở G-Finals Ashram, chúng ta cùng tung hoa nào. Yes, xin chào mừng, Namaste tới các bạn tình nguyện viên từ đầu cầu Ashram. Chào Yến Nhi, Minh Như và các bạn tình nguyện viên. Và bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta hãy cùng mở camera để chúng ta cùng kết nối với nhau trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Đầu tiên thì mọi người nghe tiếng của Sam có rõ không ạ? Nếu mà rõ thì cho Sam một phần thumbs up này nhé. Ok, rất là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người. Vậy thì buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng hiện diện trong sự ăn mừng tri ân cuộc sống này với chủ đề của buổi talk show ngày hôm nay, đó chính là nghệ thuật ăn mừng cuộc sống. Với sự tham gia rất đặc biệt của hai diễn giả truyền cảm hứng, đó là cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn và Master Oneness. Vậy thì trước khi mà chúng ta cùng đến với phần chia sẻ của các thầy cô thì đầu tiên mình muốn kết nối với tất cả các bạn ở đây ạ. Đầu tiên thì các bạn hãy có thể cho Sam biết mọi người đang hiện diện ở đâu, mọi người đang ở đầu cầu nào. Chúng ta có thể gõ ở trong phần chat box hoặc là mở mic ra cũng được ạ. Namaste, xin chào bạn Sơn. Sơn Namaste, xin chào mọi người. đầu cầu quận 2 ở bạn Sơn. Nhà quận 7. Rồi, thế là hôm nay là bạn Sơn có bạn gấu tham gia cùng không? Namaste, chào bạn gấu nha. Gấu đang rửa bát, gấu bạn Miu đang rửa bát. Rồi, rất tuyệt vời, tinh thần tự chủ đúng không ạ? Rồi, đã có các bạn Minh Như nhắn là từ đầu cầu Diviners Ashram, Nam Cát Tiên, Đồng Nai. Xin chào Đăng Khoa, từ quận Tân Phú. Xin chào Tường Vi ở Thủ Đức. Wow, rất tuyệt vời. Rồi, điều thứ hai mà Sam muốn kết nối với mọi người thì ở đây ai đã biết đến lễ hội Diviner Fest sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 11 năm nay. Nếu mà bạn đã biết về lễ hội thì bạn có thể ghi số 1 ở trong phần chat box được không ạ? Nếu bạn chưa biết về lễ hội hãy ghi số 0 được không ạ? Các bạn tình nguyện viên Ashram chắc chắn là số 1 rồi, chuẩn bị rất là sốt sắng cho lễ hội. Đăng Khoa số 1, bạn Thanh số 1, Yến Nhi vô vàn số 1. Yến Nhi là ở trong ban phụng sự của lễ hội năm nay gồm với cả Minh Thi, rồi Văn Anh. Wow, như vậy ở đây tất cả các bạn đều đã biết về về lễ hội Diviner Fest năm nay rồi đúng không ạ? Vậy thì đầu tiên để chúng ta cùng khai mạc buổi tối ngày nào ngày hôm nay trong nguồn năng lượng lễ hội thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một hoạt động ngẫu hứng được không ạ? Mục đích của những cái hoạt động ngẫu hứng này không phải chỉ là để cho vui, không phải chỉ để phá băng, mà để chúng ta có thể kết nối với đứa trẻ bên trong mình và cùng cởi bỏ bớt những cái lớp áo mà chúng ta đang khoác vào đã rất là chật chội bấy lâu nay rồi, để có thể trở về với phiên bản hồn nhiên nhất, tự tin nhất của chính mình. Thì đó là ý nghĩa vì sao mà tại Diviners thì chúng mình luôn có những cái hoạt động nghệ thuật ngẫu hứng để kết nối với đứa trẻ bên trong mình thật là sâu sắc. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay với một hoạt động ngẫu hứng. Thì cả nhà chúng ta nếu mà đồng ý chúng ta có thể để phần thumbs up như thế này được không ạ? Rồi, cả nhà ơi, và để mình có thể bắt đầu hoạt động này thì xin các bạn chúng ta hãy cùng mở camera lên được không ạ? Bởi hoạt động này sẽ cần một sự tương tác giữa tất cả chúng ta. Tường Vi, Thanh, An Nhiên, Thanh Tú, Lua, à đây Tường Vi đây rồi. Xin chào Tường Vi, xin chào Ngọc Hương.
Rồi, chào ba. Rồi, vậy thì hoạt động này sẽ diễn ra như sau cả nhà ơi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thả lỏng và thư giãn, lắng nghe những bài hát được sáng tác dành riêng cho lễ hội Diviner Fest. Đây là những bài hát mà các bạn tình nguyện viên của Diviner Fest đã thổi hồn, thổi lửa, thổi sức sống vào những cái bài hát này để có thể truyền tải thông điệp lễ hội với chúng ta. Và như vậy thì bạn Minh Như sẽ bật một cái bài hát mà chúng ta có thể dance được. Và khi mà Sam tin bạn nào ở trên màn hình thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhảy múa theo cái người bạn đó, được không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ luân chuyển một cách bất ngờ. Bạn cứ thấy người bạn nào hiện vào, hiện lên đang được pin ở trên màn hình thì chúng ta sẽ cùng nhảy múa ngẫu hứng theo người bạn đó. Thì cả nhà nếu mà chúng ta sẵn sàng cho phần khởi động này để chúng ta bắt đầu chương trình tối nay thì xin mời mọi người chúng ta hãy cùng để biểu tượng sẵn sàng. Rồi, Tường Vi đã sẵn sàng rồi, Yến Nhi đã sẵn sàng, Văn Anh đã sẵn sàng. Rồi, rất tuyệt vời. À, vậy thì bây giờ thì mình xin mời. Này bạn ơi hãy lắng nghe lời để đến từ trái tim, cùng nhau ta bước tới cho ánh sáng tuyệt vời, sống từng khoảnh khắc không tiếc nuối, từng bước chân niềm vui dâng tràn. Chúng ta sẽ cùng nhau xóa tan những lo âu dưới ánh đèn lung linh, ta làm cho thế giới tươi sáng hơn với mỗi nhịp đập, là mỗi khoảnh khắc thêm yêu đời, sống trọn vẹn từng phút giây tận hưởng mọi điều. Cùng Diviner's Fest ta ăn mừng ngay lúc này, kết nối trái tim chân thật với mình, một thế giới đã tươi chờ ta khám phá với niềm vui ánh sáng yêu thương đong đầy. Đến với Diviner's Fest cùng hòa vang tiếng ca, cùng kết nối và ăn mừng trong không gian ngăn đã là, sống một đời trọn vẹn đâu cần lo lắng, hay đến và cùng nhau cảm nhận niềm vui chân thật này. Ta đến với Diviner's Fest, một cuộc hành trình mà không gian một tuần, thắp một đồng trái tim chẳng dừng cho riêng mình, hát vang cùng nhau niềm vui lan tỏa khắp nơi. Sống hết mình từ giây chẳng còn giới hạn, cách đời tâm hồn sống chẳng cần phân vân, chúng ta mạnh mẽ với tình yêu cuộc sống, với một bước đi ta tự do và bay cao, mà ta là được giữa lung linh sắc màu. Lễ hội mở đã mời bạn cùng tới, hòa nhịp chuyển động chung niềm vui, tất cả là một trong yêu thương tràn đầy. Đến với Diviner's Fest cùng hòa vang tiếng ca, đến nơi Diviner's Fest cùng hòa vang tiếng ca. Cùng kết nối và ăn mừng trong không gian ban đã là, sống một đời trọn vẹn đâu cần lo lắng, hay đến và cùng nhau cảm nhận niềm vui chân thật này. Sống hết mình đừng ngại, cùng Diviner's Fest tận hưởng khoảnh khắc này. Sống một đời trọn vẹn cùng niềm vui hân hoan, từng khoảnh khắc tình yêu và sự khai sáng lan tỏa những phút lành. Này bạn ơi hãy lắng nghe lời để đến từ trái tim, cùng nhau. Trong từng khoảnh khắc ta sống trọn vẹn, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập tâm hồn. Cuộc sống là một hành trình như một bức tranh vẽ, với màu sắc từ trái tim, từ yêu thương vô biên. In every moment we live to the fullest, feel the breath, the heartbeat of our soul. Life is a journey like a painting drawn with colors from our hearts, from love that's whole. Bạn là món quà, đừng quên bạn là món quà, hãy đóng góp vào thế giới vì những một nghệ sĩ. Vegan pure and free là cách ta chăm sóc mình, hành động với yêu thương như một phần có tạo hóa. You are a gift, don't forget you're a gift, contribute to this world like an artist, so true. Vegan pure and free is how we nurture our soul, act with love as part of creation's flow. Chúng ta cùng nhau đồng hành, đồng tạo dựng, cùng thắp sáng những ước mơ với nghệ thuật trong tay. Không gian này là của chúng ta, nơi mọi điều đều có thể. Từng bước đi là một điều nhảy, mọi hành động là một bài ca. Together we walk, together we create, igniting dreams with art in our hands. This space is ours, where anything is possible. Step is a dance, every action is a song. Ooh, 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 ooh.
giới này như một nghệ sĩ. Vegan cure free là cách ta chăm sóc mình, hành động với yêu thương như một phần của tạo hóa. You are a gift, don't forget you're a gift. Contribute to this world like an artist so true. Vegan cure free is how we nurture our soul. Act with love as part of creation's flow. Chúng ta cùng nhau đồng hành, đồng tạo dựng, cùng thắp sáng những ước mơ với nghệ thuật trong tay. Không gian này là của chúng ta, nơi mọi điều đều có thể. Từng bước đi là một đứa nhảy, mọi hành động là một bài ca. Together we walk, together we create, igniting dreams with art in our hands. This space is ours, where anything is possible. Each step is a dance, every action is a song. Cùng nhau vẽ lên một thế giới mới, nơi yêu thương là ngọn lửa sáng không tắt. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều là một tác phẩm, một cuộc sống trọn vẹn với những giá trị vững bền. Together we paint a brand new world, where love is the flame that never fades. Every gesture, every word is a masterpiece. A life complete with values that forever stay. Ooh, 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 ooh. Hạnh phúc cứ phải là space, nơi sáng tỏa sáng. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một thế giới mới, là một quà ta gửi trao. Từng giây phút, từng khoảnh khắc, vì cuộc sống này là nghệ thuật không ngừng sáng tạo. See you at the finest fest, where light shines bright. Together we'll create a brand new world. As a gift we give in every second, every moment, for this life is art, endlessly created. Cả nhà mọi người đã thấy ấm người chưa ạ? Thì cái phần khởi động này là mà Sam nhớ tới một cái trải nghiệm khi mà Sam tới đất nước Mỹ tổ chức lễ hội Diviner Fest cách đây 2 năm. Và sau khi mà tổ chức lễ hội xong thì hỏi cảm nhận của một người bạn Mỹ, bạn cảm nhận như thế nào về lễ hội? Thì lúc đó bạn phản hồi Sam rằng bạn quá bất ngờ, không ngờ mỗi người lại có những cái điệu nhảy độc đáo như vậy. Giống như chúng ta đã được quan sát ở đây đúng không ạ? Chỉ là một cái phần khởi động rất là nhỏ thôi, nhưng mỗi người một màu sắc, mỗi người là một món quà rất là riêng, rất là độc đáo. Và chúng ta sẽ cùng góp phần cho tinh thần của lễ hội Diviner Fest hôm nay thật là tuyệt vời. Vậy thì nếu mà chúng ta đã sẵn sàng cho Diviner Fest hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tung hoa được không ạ? Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vậy thì sau hoạt động ngẫu hứng rồi, xin mời các bạn chúng ta hãy cùng quay trở về nguồn năng lượng của sự chánh niệm. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành thiền một vài phút trước khi mà chúng ta bắt đầu lắng nghe những chia sẻ thông tuệ từ hai diễn giả vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay. Vậy thì xin mời các bạn chúng ta hãy cùng thả lỏng, thư giãn để cùng nhau thực hành thiền. Những bạn nào đeo kính thức xem thì các bạn có thể bỏ kính ra, chúng ta được thư giãn toàn. Các bạn thân mến, hãy từ từ nhắm mắt lại và cho phép mình được thả lỏng hoàn toàn trong vòng một vài phút. Hãy kết nối với cơ thể của mình.
Mến thì các bạn người bạn thì từ từ đưa cảm nhận sự sụt chạm nhẹ nhàng. Chúng ta và cùng gửi lời chào Namaste tới tất cả những người bạn đã hiện diện trong một giờ ngày hôm nay. Namaste. Và bây giờ thì các bạn đang cảm thấy như thế nào? Các bạn thân mến, chúng ta có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để cùng cộng hưởng năng lượng với nguồn năng lượng ăn mừng cuộc sống. Lễ hội Diviner Fest đang diễn ra rất gần rồi, chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Lễ hội Diviner Fest sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 11. Đối với bản thân Sam thì mỗi năm, mỗi dịp lễ hội mang lại cho mình một cảm giác rất hào hứng và rất mong đợi đến lễ hội. Và đây cũng là năm thứ tư mà mình ở trong ban tổ chức, ban phụng sự để làm nên chương trình lễ hội.
Và đây cũng là mùa lễ hội thứ bảy mà lễ hội Diviner Fest đã được tổ chức. Và bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình để chúng ta cùng xem những hình ảnh về lễ hội để có thể hòa mình vào nguồn năng lượng đến từ lễ hội Diviner Fest năm nay. Xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng xem một đoạn video ngắn để giới thiệu về lễ hội, có điểm gì đặc biệt tại một lễ hội tỉnh thức, hãy có những cái điều đặc biệt gì, thì xin mời các bạn chúng ta hãy cùng xem video này ha. Đây là năm thứ bảy lễ hội Diviner Fest được tổ chức và chủ đề của lễ hội năm nay đó chính là sống một đời trọn vẹn. Về lâu dài thì nhà trường còn muốn là đồng hành với Diviner để làm sao mà các em sinh viên sẽ được trải nghiệm và được chuyển hóa suốt cả một cái hành trình. Lễ hội năm nay được diễn ra tại Cao đẳng Quốc tế Paris Saint-Germain Đông Giang. Chúng ta vừa xem những hình ảnh rất sống động về lễ hội Diviner Fest năm nay sẽ được diễn ra tại Cao đẳng Quốc tế Sanh Tuệ Đức Vabis ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Và các bạn thân mến, Diviner Fest là một cam kết hàng năm mà đội ngũ Diviners dành tặng cho cộng đồng. Đây là một món quà mà chúng ta có thể dành tặng người thân, bạn bè, gia đình của mình. Bởi vì chắc hẳn khi mà chúng ta đi trên con đường tỉnh thức này, chúng ta đón nhận được rất nhiều lợi lạc, rất nhiều sự bình an trong tâm hồn, những niềm vui sống, những nguồn cảm hứng. Và chúng ta cũng có một cái thôi thúc ở bên trong lòng của mình rằng làm thế nào để những người gần gũi với chúng ta nhất, những người thân trong gia đình của mình, người đồng nghiệp của mình, bạn bè của mình cũng đón nhận được những hạt giống và sự tỉnh thức, đón nhận được nhiều lợi lạc như chúng ta đã đón nhận. Vậy thì lễ hội Diviner Fest là một không gian rất là cởi mở, một không gian không theo một tôn giáo hay là một cái môn phái nào, mà đây là một cái không gian để tất cả mọi người chúng ta có thể cùng tới ăn mừng cuộc sống này với sự kết hợp giữa nghệ thuật và thiền và tỉnh thức. Và đây đã là năm thứ bảy mà đội ngũ Diviners tổ chức nên lễ hội Diviner Fest. Và mỗi năm khi mà chúng mình tổ chức lễ hội thì chúng mình cảm thấy rất xúc động khi mà chứng kiến hàng ngàn gia đình, hàng ngàn cá nhân, hàng ngàn cộng đồng và tổ chức tới dự lễ hội Diviner Fest. Và khi mà họ trở về từ lễ hội với một nguồn năng lượng rất tươi mới, với một niềm vui sống và với những cái góc nhìn đã được dịch chuyển trong tâm thức của họ. Thì đây chính là cái động lực vì sao mà chúng mình mỗi năm đội ngũ Diviners lại tổ chức nên lễ hội Diviner Fest. Và thêm một điều rất là đặc biệt, đó là đây là một lễ hội vào cửa hoàn toàn miễn phí. Các bạn thân mến, để làm nên một lễ hội quy mô quốc tế lớn như vậy, dành cho hàng trăm người tới tham dự, thì chi phí để tổ chức nên lễ hội là không nhỏ. Từ phần sân khấu, âm thanh, ánh sáng, cho tới phần trang trí truyền thông. Tuy nhiên, đội ngũ Diviners luôn có một cam kết, chúng ta sẽ mở ra không gian lễ hội hoàn toàn miễn phí vào cửa cho tất cả những người tham dự. Để khi mà chúng ta đến với lễ hội không với nỗi bất an, lo âu về tài chính,
để tiền bạc không phải là rào cản để chúng ta có thể tiếp cận được với những trải nghiệm tỉnh thức này. Bởi vì một cuộc sống bình an, một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống tự do là dành cho tất cả chúng ta, chứ không có sự phân biệt về tài chính hay là về giàu nghèo. Thì đây cũng chính là tâm nguyện của Master Oneness khi mà thầy khởi tạo nên không gian của Divine Fest từ cách đây 7 năm và khi mà thầy tới với Việt Nam để gieo hạt cách đây 10 năm rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau ăn mừng cuộc sống, cùng nhau lan tỏa nguồn năng lượng của lễ hội Diviner Fest. Và đây cũng là một sự kiện để chúng mình cùng kêu gọi sự chung tay ủng hộ từ cộng đồng để cùng nhau lan tỏa lễ hội Diviner Fest, cùng nhau chung tay ủng hộ đóng góp cho lễ hội Diviner Fest. Vậy thì bây giờ xin mời các bạn chúng ta hãy cùng xem một video mà đội ngũ ban tổ chức của Diviners và trường Cao đẳng quốc tế Xanh Tuệ Đức Vavis có những điều nhắn nhủ tới chúng ta năm nay nhân dịp lễ hội. Xin mời các bạn chúng ta hãy cùng xem video này nhé. Lúc đấy mình, bản thân mình là một người rất là hay ngại, ngại để mà show ra, ngại để mà diễn ra, diễn tả ra những cái gì ở trong mình. Và giống như mình đang sống bởi cái vỏ bọc. Khi mà Thuần được đến gặp thầy Oneness, đến gặp đội ngũ Diviner thì từ ngày hôm đó mình bắt đầu ra khỏi cái kén và bắt đầu mình sống một cách trọn vẹn hơn. Mình hiểu thực sự sâu sắc luôn về giá trị là trao đổi năng lượng miễn phí. Và khi mình ở đây thì mình cũng nhận được những cái hoàn toàn mọi thứ là miễn phí. Mình cũng thấy rằng là mình cần phải làm một cái gì đó rất là nhỏ thôi cũng được, nhưng mà cũng để tạo nên được một cái môi trường, một cái không gian tỉnh thức thực sự để lan tỏa, để Fest ngày càng được mở rộng hơn, chia sẻ hơn. This year 2024 we are celebrating Conscious Celebrations in Wabi School near Ung Tau. So welcome everyone, join us and we'll see you there. Nhà trường luôn sẵn sàng để hỗ trợ toàn thể mặt bằng rộng 4 hecta của khuôn viên nhà trường để phục vụ cho lễ hội. Thứ hai nữa là nhà trường cũng rất là sẵn sàng để hỗ trợ những cái chuyến xe đưa cộng đồng của Diviner từ thành phố Hồ Chí Minh, từ mọi nơi đi về trường Cao đẳng Quốc tế Tuệ Đức và Bít ở tại thị xã Phú Mỹ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mình cống hiến cái năng lượng của mình nè, thời gian, công sức của mình và cái sự sáng tạo của mình để tạo nên một cái không gian lễ hội lung linh sắc màu. Bạn có thể mang đến những món quà như là hiện vật, hiện kim để có thể xây dựng không gian sân khấu hoành tráng, hoặc bạn cũng thể đóng góp lương thực hoặc chay để tất cả mọi người đều được đón nhận những bữa ăn dinh dưỡng. Và đội ngũ Diviner kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay để chúng ta cùng hiện thực hóa nhận được những nguồn năng lượng chữa lành cũng như đón nhận được sự bình an và tự do đích thực, và chúng ta cùng nhau tạo nên những điều kỳ diệu. Chiu, chiu. Chúng ta vừa xem một video gửi gắm thông điệp kêu gọi sự ủng hộ, sự chung tay của cộng đồng để chúng ta cùng nhau mở ra không gian của lễ hội Diviner Fest dành cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng chúng ta có cơ hội được thực hành, chuyển hóa. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ thông tuệ
đến từ hai vị thầy lớn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó chính là về nghệ thuật ăn mừng cuộc sống. Chẳng hạn, đôi khi cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, lòng chúng ta lại rạo rực với nguồn năng lượng lễ hội. Chúng ta chuẩn bị những bộ quần áo mới, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị một tâm thế để đón một cái Tết, đón một năm mới. Vậy làm thế nào để không chỉ chúng ta đợi đến dịp Tết đến xuân về, chúng ta sống như là lễ hội mỗi ngày, để mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy trong một nguồn năng lượng tươi mới, trong một sự tin yêu cuộc sống này. Đây chính là trạng thái của tâm thức mà các vị thầy tỉnh thức họ luôn sống như vậy trong từng giây, từng phút, trong từng hơi thở. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ đến từ hai vị thầy tỉnh thức sẽ chia sẻ với chúng ta về nghệ thuật ăn mừng cuộc sống này, để mỗi phút giây chúng ta sống không phải là những áp lực, không phải là những gánh nặng, mà để mỗi phút giây lại là một khoảnh khắc ăn mừng lễ hội cuộc sống này. Vậy thì các bạn có hào hứng để chúng ta có thể đón nhận những chia sẻ thông tuệ từ các thầy cô không ạ? Nếu mà các bạn cảm thấy hào hứng và sẵn sàng, chúng ta có thể cùng để biểu tượng Namaste được không ạ? Rất tuyệt vời, cảm ơn các bạn. Vậy thì bây giờ Sang xin phép được mời sự hiện diện của vị thầy đầu tiên sẽ chia sẻ cùng chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay về chủ đề nghệ thuật ăn mừng cuộc sống này. Thầy đã tới Việt Nam từ cách đây 10 năm và đã liên tục chia sẻ những hạt giống của sự tỉnh thức thông qua công cụ nghệ thuật chuyển hóa, đó chính là sự kết hợp giữa nghệ thuật và thiền định. Và hiện nay, thầy là nhà sáng lập của tổ chức Diviners Movement, một tổ chức phi lợi nhuận giáo dục toàn cầu. Và đã chia sẻ, đã giảng dạy tới hàng ngàn người cùng thực hành phương pháp nghệ thuật chuyển hóa để có một cuộc sống tự do, hạnh phúc và đủ đầy về mọi mặt. Và hiện thì thầy cũng có một không gian ở Diviner Ashram, nơi mà chúng ta có thể tới thực hành chuyển hóa. Và hiện không gian này cũng đang phục vụ cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Với những khóa thiền, với những khóa học chuyển hóa, chúng ta có thể tới thực hành trong không gian này. Bên cạnh đó thì đội ngũ Diviners cũng vận hành một nhà hàng thuần chay Heal and Slept ở quận 1 để có thể gây quỹ bền vững cho dự án Diviner Ashram, có thể phục vụ được nhiều người tới thực hành và chuyển hóa hơn nữa. Thầy không chỉ là một thiền sư mà còn là một người nghệ sĩ tỉnh thức với nguồn năng lượng nghệ thuật trong điện ảnh, trong nhảy múa, trong rất là nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Và khi mà bạn gặp thầy, chắc hẳn bạn sẽ rất là bất ngờ bởi một vị thầy không chỉ trẻ tuổi mà còn một vị thầy với nguồn năng lượng lễ hội rất dồi dào. Vậy chắc hẳn các bạn cũng đã đoán được người mà sẽ chia sẻ với chúng ta ngay bây giờ thầy là ai đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng gửi lời chào Namaste để chào đón sự hiện diện của Master Oneness. Namaste, Master Oneness. Namaste. Namaste. Friends, thank you so much for everyone for being here. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã hiện diện ở đây và bây giờ. So, Diviners Fest is coming. This is one of our humble welcome for everyone to join Diviners Fest Conscious Celebrations. We believe conscious celebration heals the world. Vậy thì lễ hội Diviner Fest năm nay đang tới rất là gần rồi. Và đây là lời mời của đội ngũ Diviner. Chúng ta hãy cùng ăn mừng cuộc sống này. So, what is celebration actually? Vậy thì thế nào là sự ăn mừng cuộc sống? Usually everyone have a birthday celebrations, wedding celebrations. Chúng ta có những dịp gì để ăn mừng ạ? Thông thường đó là dịp sinh nhật này, hay là đám cưới một ai đó, Festivals. hay là chúng ta đi lễ hội. Yes. So if you see any celebration or festival, if it is happening in a collaborative way,
That brings more joy to the life. Nếu mà các bạn nhìn lễ hội, chúng ta sẽ thấy rằng lễ hội mang tới niềm vui cho cuộc sống này. Imagine you have the birthday and your friends cannot come. They send you just gifts. Bây giờ chúng ta hãy hình dung đó là dịp sinh nhật của bạn. Người bạn của bạn lại không có mặt được mà họ chỉ gửi tặng bạn một món quà. And you also just buy cake or any decoration for yourself and you just leave like this. Do you think it can be a feeling of celebration? Và rồi bạn mua bánh sinh nhật, bạn ăn bánh sinh nhật. Vậy bạn có cảm nhận được đây là lễ hội thực sự không ạ? No, we feel celebration when we connect with our beloved people. Không, chúng ta chỉ cảm nhận nguồn năng lượng ăn mừng lễ hội thật sự khi chúng ta được kết nối với những người mình yêu thương. And when the wishes comes from the heart, not just for because of the it is an obligation to say. Và khi mà đó là những cái lời chúc lành, nó đến từ trái tim chứ không phải đến từ nghĩa vụ của bạn. Yes, so I committed to bring Diviners Fest every year as a contribution from Diviners. Như vậy, thầy đã có tâm nguyện mang tới lễ hội Diviner Fest. Đây là một món quà từ Diviners. Because I believe conscious celebration heals the world. When you have a celebration, it helps to your body cells to detox. Detox any kind of tension, loneliness, separation. Bởi vì mỗi dịp lễ hội là một dịp để chúng ta thanh lọc ngoài những trầm cảm, những căng thẳng, tắc nghẽn. Yes, of course in the cities we see in several places there is a music festivals, there is some events, so we go to that. Tất nhiên ở thành phố nhộn nhịp của chúng ta thì tuần nào cũng có những cái sự kiện, những cái tiệc tùng. But somehow when we go to those festivals, sometimes it becomes just an entertainment, not really a celebration. Nhưng khi mà chúng ta tới những sự kiện hay tiệc tùng như vậy, thì đó lại thiên về sự giải trí, chứ không phải về sự ăn mừng cuộc sống. So what is entertainment and what is the celebration? What is the difference? Vậy thì làm thế nào để bạn phân biệt được đâu là sự khác biệt giữa giải trí, đâu là sự khác biệt giữa ăn mừng cuộc sống? Entertainment means something you will buy and get it. Giải trí là những gì chúng ta trả tiền chúng ta có được. So you go to a festival because you buy the ticket, so they give you the hospitality to get in. Ví dụ, chúng ta đi tới một sự kiện bởi vì chúng ta mua vé thì chúng ta sẽ được vào cái sự kiện đó. So there we need to think, oh, money is important, money is important. Vậy chúng ta lại bị lập trình trong đầu rằng tiền rất quan trọng. So what I mean is entertainment bounded by the money. Ý chính của thầy ở đây đó là sự giải trí lúc nào cũng ràng buộc với việc chúng ta cần phải tiêu tiền. Even you go to the hotel, the much you pay, the better they serve. If you cannot pay, they cannot serve you. They ask you to leave. Tương tự như khi mà chúng ta tới một khách sạn thì bạn trả tiền họ càng nhiều thì họ phục vụ bạn càng tốt. So what happens when this commercial energy is so much in this world, in the name of entertainment or in the name of business, people get more loneliness inside. Và như vậy khi mà thế giới của chúng ta trở nên quá thương mại, con người lại càng cô đơn. Yeah, you see, if you see in the Japan, the loneliness a lot. Many teenagers or many people willing to suicide. Ví dụ, tại một đất nước hiện đại như Nhật Bản, tuy nhiên lại có tỷ lệ người cảm thấy cô đơn nhiều nhất thế giới. Có những bạn rất trẻ, chỉ tuổi teen thôi, mà các bạn cũng muốn kết liễu và đã kết liễu cuộc đời của mình. So what I mean, the more commerciality is becoming bigger, 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 the loneliness inside us will increase more and more. Ý chính của thầy đó là khi mà xã hội của chúng ta
càng thương mại hóa bao nhiêu thì chúng ta lại càng con người lại càng cảm thấy cô đơn. And now connecting with people is also getting lesser because many people engage with only internet, just online. Và ngày nay thì việc chúng ta có sự kết nối giữa người và người cũng trở nên khó khăn hơn bởi vì ngày nay các thiết bị điện tử rất phổ biến. So what I observe when with this loneliness, this commerciality more and more, there is something missing for the life. Và khi mà thầy quan sát thế giới của chúng ta, con người ngày càng thương mại, ngày càng cô đơn, thì chúng ta đang bỏ lỡ một điều gì đó trong cuộc sống này. And we can bring more healing, more connection through the celebrations. That is also conscious celebrations. Và chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn thông qua sự ăn mừng một cách tỉnh thức. Conscious celebrations means where the mindful activity explode, where the purification explode, where the detoxing from the addictions explode. Vậy thế nào là một lễ hội tỉnh thức? Lễ hội tỉnh thức đó là khi chúng ta cùng nhau khám phá sự chánh niệm. Unfortunately, most of our entertainments in the world connected to toxic habits. Thế còn những sự giải trí tiêu khiển lại liên kết với những thói quen độc hại. Imagine there is a teenager, she's feeling boring and she have lots of stress from the exam and everything. Các bạn hãy hình dung hình ảnh của một cô bé tuổi teen. Cô bé cảm thấy rất căng thẳng bởi vì rất nhiều bài kiểm tra ở trên lớp. So there is a lots of stress since long time. Then she got the news there is a music festival somewhere in the Ho Chi Minh City. Và rồi cô bé nghe tin, à, có một cái concert, có một cái buổi, một cái sự kiện âm nhạc rất là lớn sắp diễn ra tại Sài Gòn. And maybe the ticket is expensive, but still they buy because it can be happiness for them. Và cho dù cái tiền vé vào cửa nó rất là mắc, nó mấy củ, nhưng mà cô bé vẫn sẵn sàng đu idol bởi vì cô nghĩ rằng cô cần cái điều đó để trở nên vui vẻ. Then after she go there, we're not sure everything could be healthy, the healthy environment. Nhưng mà khi cô bé tới sự kiện đó thì không chắc rằng đây là một môi trường lành mạnh. There the teenager can expose to the alcohol or drugs or any toxic people. So it's very high chance when any event is not conscious, we connected to the toxic habits. Bởi vì sẽ có khả năng cao sẽ có những người tới sự kiện đó họ hút thuốc, uống rượu bia, sử dụng những chất kích thích bởi vì đây là những sự giải trí tiêu khiển và gắn kết với những thói quen độc hại như vậy. That's why not just celebration, but we say conscious celebration. Như vậy ở đây thầy nhấn mạnh không chỉ là một lễ hội đơn thuần mà là một lễ hội tỉnh thức. So in the conscious celebration, you can express, you can dance without any alcohol, without any substance. Như vậy tại lễ hội tỉnh thức chúng ta có thể nhảy múa, hát ca, bày tỏ bản thân mình mà không sử dụng bất kỳ rượu bia, chất kích thích nào. In that environment, we can connect with our inner child. We can connect with our innocence beyond any judgments. Và trong một môi trường lễ hội tỉnh thức như vậy, bạn sẽ kết nối được với đứa trẻ bên trong mình mà không bỏ hết những cái sự phán xét đi. So we need to explore more conscious festivals, conscious celebrations. Như vậy, thầy gợi nhắc rằng hãy cùng nhau khám phá lễ hội tỉnh thức nhiều hơn nữa. So as I knew this, how much important in the world to reduce the loneliness of people, that's why since 2018, we always put our best efforts to bring this celebration every year as a gift from diviners. Và khi mà thầy nhận ra rằng con người của thế giới hiện đại ngày càng cô đơn và tầm quan trọng của việc lễ hội tỉnh thức với thế giới này, thì từ năm 2018, thầy đã tâm nguyện mở ra không gian lễ hội tới năm cũng đã được 7 tới nay được 7 năm. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Since from there to now, we did almost 8 to 9, I think 8 festivals.
Và từ năm 2018 tới nay thì tổng cộng Diviners đã tổ chức hơn 8 lễ hội rồi. Yes, friends. So I hope you got the key point about what is entertainment and what is celebration, and celebration also need to be more conscious celebrations where there is no connection to the addictions. Như vậy, một lần nữa thầy hy vọng các bạn hiểu được thế nào là sự khác biệt giữa giải trí và ăn mừng cuộc sống. And we always keep our Diviners Fest as a free energy exchange to let people experience the connection rather just become like a paying ticket and come in and just enjoy like an entertainment. Và lễ hội Diviner Fest được mở ra vào cửa miễn phí cho tất cả mọi người để chúng ta cùng cảm nhận sự kết nối giữa người và người, chứ không phải đây là một cái môi trường thương mại, bạn mua vé thì bạn được vào. Why? Because friends, when everyone contribute how much they can, oh, I can this much, I can this much, so I can put my time, I can give some money, I can give some food, whatever everyone give from their heart, that becomes celebration, not just we create a entry tickets and with that money we build everything and create a celebration. It cannot be a celebration. Và một lễ hội thật sự diễn ra khi mà mỗi người lại chung tay đóng góp một cái phần công sức của mình để tạo nên lễ hội, chứ không phải chỉ đơn giản là chúng ta thu tiền rồi chúng ta dùng cái số tiền đó để chúng ta trang trải cho các hoạt động của lễ hội. Yeah, so because of this allowing, this welcoming contribution from everyone, it's always difficult to keep this motive alive every year. Và như vậy, để chúng ta có thể chào đón sự ủng hộ, sự chung tay góp sức của tất cả mọi người để cùng làm nên lễ hội, đây cũng là một cái điều thử thách để chúng ta tổ chức lễ hội mỗi năm. Yeah, but we do always our best. So every year we receive support. Every year we have some great beings always support us. This year we got support from our Wabi school, Mr. Master Kimson, always supporting us when we do any divine works. Và năm nay chúng ta cũng đón nhận được sự ủng hộ từ trường cao đẳng quốc tế Sanh Tuệ Đức và BIS. Và cô Kim Son cũng là nhà tài trợ địa điểm, nhà tài trợ xe cộ đi lại để chúng ta tổ chức lễ hội. Yes, friends. So I welcome you to join our Diviners Fest with your family, and you can contribute whatever the possibility you can. It can be some money or it can be some time as a volunteer. Whatever the possibility, please join, because coming together and share, it becomes celebration. That's what our calling. Và thầy chào mừng tất cả các bạn để chúng ta cùng ăn mừng lễ hội đích thực. Mỗi người hãy chung tay, hãy đóng góp theo khả năng của bạn. Đó có thể là về tài chính, đó có thể là thời gian, năng lượng của bạn khi bạn trở thành một người tình nguyện viên cho lễ hội. Những gì mà chúng ta có, chúng ta mỗi người hãy chung tay đóng góp một phần để tạo nên lễ hội. As friends. So we have two key points we always share in our Diviners Fest. First is conscious celebration heals the world. Như vậy, thông điệp của lễ hội Diviners Fest có hai thông điệp chính. Thông điệp đầu tiên đó là lễ hội tỉnh thức sẽ chữa lành thế giới. Second, contribution plus collaboration equal to celebration. Thứ hai đó chính là công thức của lễ hội, đó là sự phụng sự cộng với cả sự hợp tác thì sẽ tạo nên lễ hội đích thực. Yes, so I hope this Diviners conscious celebrations helps everyone to wake up the spirit of celebration in our community. Thank you so much, friends. Như vậy thì thầy hy vọng rằng lễ hội Diviner Fest sẽ giúp tất cả chúng ta cùng đánh thức nguồn năng lượng lễ hội bên trong mình. Yes. So we have here Master Kim Soon. Let us welcome Master Kim Soon. Và bây giờ thì thầy Oneness gửi lời chào tới cô Kim Sơn. Xin chào cô Kim Sơn. Và thầy gửi lời chào đón cô sẽ tiếp Phật chia sẻ tiếp theo. Chúng ta cùng gửi lời chào tới cô Kim Sơn và xin mở mic cho cô Kim Sơn ạ.
Đã mở mic cho cô Kim Sơn rồi ạ. Không biết cả nhà nghe được Kim Sơn nói không ạ? Cả nhà nghe cô Kim Sơn nói rõ ạ. Dạ. Thông cảm vì Kim Sơn đang đi trên một chuyến công tác. Do đó thành ra không dùng laptop được, dùng điện thoại. Hy vọng là cả nhà hoan hỷ. Chắc hình ảnh cũng không đến nổi hả? Lời đầu tiên thì rất là vui khi gặp được thầy Onet cũng như MC Duyên Dáng và tất cả các bạn đã có mặt ở trong buổi Zoom ngày hôm nay. Kim Sơn cũng tu tập khá là nhiều vị thầy, đa phần là thiền tông, nhưng khi đến gặp thầy Onet thì thầy gần như phá lệ. Mặc dù thầy có năng lực tỉnh thức rất là cao, nhưng thầy muốn dùng các phương pháp của nghệ thuật, và các phương pháp nghệ thuật này rất là phù hợp những đối tượng cảm xúc giống như Kim Sơn. Tôi cũng tin rằng khi chúng ta tu tập thực hành tỉnh thức trong đời sống, nhưng nếu như chúng ta không bỏ đi rào cản của đánh giá và phán xét, chúng ta không bỏ đi những cái lời thị phi, những cái lời đàm tiếng, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể nào tuôn chảy trong dòng chảy của tất cả chúng ta. Và trong quá trình tôi tu tập thì có những lúc tôi sẽ trở thành một em bé rất là đáng yêu, có những lúc tôi sẽ trở thành giống như bà cụ già lụ cụ để hòa nhập với các cụ lớn tuổi, có khi tôi là một người vợ rất là nhẹ nhàng dịu dàng với ông xã của mình, nhưng có những khi tôi là một người vợ rất là nghiêm khắc, rất là quyết liệt cho những hành động chưa phải phù hợp với chồng của mình. Đôi lúc tôi vẫn là một người mẹ rất là hài hòa, dịu dàng, đằm thắm và biết lắng nghe con mình. Nhưng đôi lúc tôi cũng là một người mẹ rất là quyết liệt, rất là quyết đoán và thậm chí rất là độc tài ở dưới lăng kính nhìn của con tôi. Và khi tôi chơi với trẻ em thì đôi lúc tôi sẽ có những nét vẽ ngây ngô như một đứa trẻ 3 4 tuổi, nhưng khi tôi ngồi uống trà đạo với những vị thiền sư, tôi có thể tĩnh tại và tĩnh lặng và thậm chí im lặng nghe những bài thuyết pháp của các vị. Vậy một người tu tập đúng là một người có thể phá chấp đi bởi rào cản hình tướng và những cái mô phạm giới hạn của chính bản thân mình. Và khi quý vị còn giới hạn bởi những cái sự cứng nhắc đó thì thực ra chúng ta chưa thực sự hạnh phúc. Và đối với tôi, khi được sống là chính mình, khi là con người của mình, khi là tập khiến nghiệp của mình được trồi lên và chúng ta quan sát thấy cái điều đó, đó chính là một người hạnh phúc. Và một người hạnh phúc thì suy nghĩ, lời nói, hành động nhất quán và không sợ những cái lời thị phi bên ngoài. Và tôi khi gặp thầy Onet cũng như tất cả các em tình nguyện viên, đầu tiên tôi cũng có một cái lăng kính nhìn, giống như là ô, tại sao những người này dạy tỉnh thức mà lại không tỉnh thức, tại sao những người này có thể nhảy múa mà không kiểm soát, và rất là nhiều thị phi. Và tôi tự hỏi thực ra trong đầu tôi nghĩ gì, thực ra trong tâm thức tôi nghĩ gì, thực ra tôi đang là ai, phải chăng tôi đang là người rất là tệ hại, rất là xấu xa, còn đang đánh giá những người khác, thì thực ra tôi thực sự đã là hạnh phúc chưa? Và với khát khao và mong muốn kiến tạo một cộng đồng tỉnh thức, mong muốn kiến tạo một thế giới vì hòa bình, mong muốn kiến tạo một thế giới nuôi dưỡng sự sống, mong muốn kiến tạo một cuộc sống bình an, mong muốn kiến tạo một thế giới này sẽ hạnh phúc hơn. Tôi xin là người hộ pháp cho những vị nào, bất kỳ ai, cho dù người già hay trẻ em, cho dù chủ doanh nghiệp hay là người nghèo hèn, cho dù người có tiền hay không có tiền, chỉ cần phát nguyện để thế giới này được bình an và hạnh phúc hơn, chỉ cần phát nguyện thế giới này được hòa bình hơn, chỉ cần phát nguyện mọi người được sống tự do, tuôn chảy và hạnh phúc hơn, thì tôi xin làm cái điều đó.
và tôi đã đồng hành với thầy đến nay tôi nghĩ cũng được 3 4 năm. Mỗi một năm tôi đều gặp những vị thầy tâm linh, mỗi một năm tôi đều gặp những anh chị là những người cư sĩ nhưng đời sống phạm hạnh rất là chuẩn mực. Tôi gặp những người rất là nổi tiếng nhưng họ rất là bình dân. Tôi gặp những người đã từng có rất là nhiều tài sản nhưng họ có thể buông hết để đi theo một đời sống tri túc lành mạnh và nuôi dưỡng sự sống. Tôi gặp rất là nhiều người tưởng chừng như là có một đống tài sản nhưng đau. Tôi gặp rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau để rồi khi người ta chạm đến chánh pháp, chạm đến tỉnh thức, chạm đến cái hạnh phúc tự thân từ bên trong mình thì tôi cảm thấy họ khác hẳn. Và chúng tôi cho dù mô thức nào đi nữa, cho dù phương tiện nào đi nữa, cho dù hình thái nào đi nữa, cho dù chúng ta nhìn cái gì đi nữa, nhưng với khát khao xây dựng một cái cộng đồng sống tỉnh thức, một cộng đồng sống hạnh phúc, một cộng đồng sống bình an, một cộng đồng sống tự do, trách nhiệm và tuôn chảy, thì tôi nghĩ tôi đồng hành với thầy. Và tôi đã từng chứng kiến thầy một năm im lặng nhưng thầy chỉ làm việc qua điện thoại thôi, và các đệ tử của thầy, những người đồng hành với thầy, những huynh đệ của thầy đều có thể triển khai những dự án đó một cách tuyệt vời. Phải chăng ngôn từ không nhất thiết chúng ta phải nói? Phải chăng chúng ta là nhà lãnh đạo không nhất thiết phải ra hiệu lệnh? Phải chăng chính năng lực bình an và tỉnh thức của chúng ta, chính cái sự định lực và mạnh mẽ của chúng ta đã truyền một động lực cho đội ngũ của thầy phát triển? Và tôi đã gặp những người kế cận bên thầy, chính những em ấy đó là chính là hình mẫu để tôi noi theo. Với sự trạng thái tự do và quân bình ôn hòa của em ấy, với sự khiêm nhường và hạ mình của tất cả các em ấy, với sự sáng tạo và đột phá của các em ấy, thì tôi nghĩ đó chính là trí tuệ. Và giờ này đây, năm tới và sắp tới đây, hình như là ngày 20 tháng 11, chúng tôi phải dời lễ ngày thầy cô sớm hơn để dành cái ngày đó cho lễ hội The Festival, lễ hội tỉnh thức chỗ thầy Onet, để rồi tôi có thể đón bất kỳ anh chị nào, đón bất kỳ em sinh viên nào, đón bất kỳ đối tượng nào, đón bất kỳ doanh nghiệp nào, đón bất kỳ những ai khát khao kiến tạo cho mình đời sống bình an và hạnh phúc. Chúng tôi sẵn sàng trợ duyên hết sức để chúng ta cùng nhau góp phần vào lễ hội đó. Vậy một người không thể nào làm được lễ hội tỉnh thức, nhưng tôi tin rằng nhiều người với khát khao lý tưởng đó sẽ làm được lễ hội tỉnh thức. Một nhà tài trợ có thể không làm được gì, nhưng tôi tin rằng nhiều nhà tài trợ sẽ làm được một câu chuyện. Một người chưa khát khao, nhưng nếu như chúng ta khát khao lan tỏa nhiều người khát khao, thì chúng ta sẽ có một cộng đồng. Đến bây giờ có thể số người đăng ký chưa đông, nhưng tôi tin rằng chính các bạn là những đại sứ để làm sao kết nối cho những tấm lòng vàng, cho những con người khát khao làm cái lễ hội này, thì tôi tin rằng chúng ta đã tạo nên một cái giá trị gì đó. Mỗi năm tôi đi tham dự lễ hội tỉnh thức, tôi đều học hỏi rất là nhiều. Một lễ hội mà không phải do một ai điều khiển, một lễ hội mà ai có tấm lòng đều có thể là tạo ra một sân chơi ở đó. Một lễ hội mà một em bé vẫn có thể bài trí một gian hàng, một chủ doanh nghiệp có thể mặc đồ rất là nông dân, một chủ nhà hàng có thể vào nấu cho bạn những bữa ăn bình dị, và những cái đồ vật dụng bỏ đi, chúng ta có thể biến những cái vật dụng đó thành một thiên đàng. Vậy tại sao chúng ta không cho phép cơ hội chúng ta hãy tham dự lễ hội này để rồi chính chúng ta học được một mảnh ghép nào đó, chính chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đã gieo một cái duyên lành gì đó, chính chúng ta cảm thấy rằng té ra chúng ta đang bị đánh giá và phán xét rất nhiều, và giờ này đây chúng ta được tuôn chảy, chúng ta được nhảy múa, chúng ta được sống với chính con người thật của mình, thì tôi nghĩ tại sao chúng ta không tham dự. Tôi thì không có thời gian nhiều, tôi nghĩ thời gian nhiều sẽ dành cho thầy Onet cũng như các em tình nguyện viên khác, và tôi vào đây rất là muốn kêu gọi ngoài thầy cô giáo trường chúng tôi, ngoài các cộng đồng doanh nghiệp mà chúng tôi biết, ngoài các em nhân sự kế thừa, ngoài những cộng đồng
bên thầy, tôi nghĩ là chúng ta hãy cùng nhau đồng hành lan tỏa, và chúng ta có con người thì góp con người, có vật chất thì góp vật chất, có dụng cụ thì góp dụng cụ. Thậm chí bạn là một nghệ sĩ hay ca sĩ, bạn có thể góp một bài hát, hoặc là bạn là một nhà tài trợ thì bạn cũng có thể góp cái điều đó, hoặc bạn có thể phương tiện là xe cộ, bạn có thể góp bằng xe để chúng ta có thể đưa mọi người lên. À, và chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo một cộng đồng sống tỉnh thức bằng thông qua nghệ thuật. Vài lời chia sẻ như vậy để chúng ta có thêm góc nhìn được không ạ? À? Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Namaste. Ta hãy cùng cảm ơn những chia sẻ của cô Kim Sơn. Và khi mà cô Kim Sơn chia sẻ thì Sam cảm thấy rất là kết nối với những cái từ khóa mà cô đã nói rất là đúng về lễ hội. Những từ khóa mà cô Kim Sơn nói về lễ hội đó là sự bình an, tự do và tuôn chảy. Thì đây cũng chính là tinh thần của lễ hội mà đội ngũ Diviners muốn dành cho tất cả chúng ta, những người tham dự đến với lễ hội. Và cũng rất là cảm ơn những cái đúc kết, những cái chia sẻ của cô Kim Sơn về một người tu tập đích thực sẽ không dính mắc vào những cái hình mẫu, những cái khuôn mẫu, mà chúng ta cho phép mình được tự do, cởi mở và tuôn chảy để được có thể sống với chính, sống với đúng chính bản thân mình, chứ không phải theo một cái hình tượng, một cái tượng đài mà chúng ta đã xây dựng từ những cái suy nghĩ, những cái lối mòn mà chúng ta đã đi từ trước đây. Thì một lần nữa rất là cảm ơn sự hiện diện của cô Kim Sơn trong buổi tối ngày hôm nay, đã chia sẻ những lời rất là thân tình, rất là chạm, gần gũi và sâu sắc. Và cảm ơn sự đồng hành của cô Kim Sơn trong suốt 3 năm, từ năm 2022 khi mà cô bén duyên với lễ hội Diviner Fest lần đầu tiên tại Diviner Ashram, thì cô cũng là một trong những người ở lại tới cuối cùng mọi người ạ. À, lễ hội năm đó tới tận 10 giờ đêm nhưng mà cô cũng vẫn ở lại và còn đóng góp, còn ủng hộ rất là hào phóng cho lễ hội. Và tới năm 2023 thì cô, trước ngày lễ hội, cô có chuyến công tác tại Phú Quốc, và rồi cô từ Phú Quốc bay tới Hà Nội để trở thành một diễn giả chia sẻ nguồn năng lượng lễ hội tỉnh thức tại Diviner Fest 2023 được tổ chức tại Hà Nội. Và năm nay khi mà đội ngũ Diviners chia sẻ với cô về dự án lễ hội tỉnh thức thì cô đã rất hoan hỉ trở thành một nhà tài trợ địa điểm để chúng ta có một môi trường rất là xanh, rất là gần gũi với thiên nhiên, rất là rộng để có thể tổ chức lễ hội Diviner Fest năm nay, để có thể chào đón nhiều người bạn, nhiều gia đình, nhiều tổ chức, nhiều cộng đồng tới và hòa nhịp tỉnh thức, để mỗi người trong chúng ta có thể sống một cuộc sống tự do, bình an và tuôn chảy. Thì một lần nữa rất cảm ơn sự hiện diện, sự ủng hộ của cô Kim Sơn dành cho lễ hội Diviner Fest. Rồi, vậy các bạn thân mến, chúng ta ngày hôm nay cũng đã chia sẻ những thông điệp, cũng đã lắng nghe những thông điệp từ cô Kim Sơn và Master Oneness để chúng ta cùng hòa nhịp vào lễ hội. Vậy thì các bạn ơi, chúng ta đã sẵn sàng tham dự lễ hội Diviner Fest năm nay chưa ạ? Những bạn nào sẽ có mặt tại Diviner Fest năm nay, chúng ta có thể làm hình trái tim, thả tim trước màn hình được không ạ? Ồ, trái tim của cô Kim Sơn đã lên rồi. Trái tim của Master Oneness, Tường Vi, Yến Nhi, Văn Anh, Bạn Tuyết, Thái Ngân. Rất nhiều trái tim của chúng ta sẽ cùng làm nên lễ hội Diviner Fest. Trái tim của Sơn nữa. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi. Vậy thì không biết ở đây mọi người có câu hỏi gì dành cho Master Oneness và cô Kim Sơn không ạ? Trước khi mà chúng ta đến với phần kêu gọi đóng góp từ cộng đồng, và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái phần thiền ngắn để cùng kết thúc buổi ngày hôm nay. Vậy thì sao, xin mời một bạn trong phòng Zoom của chúng ta có thể chia sẻ cảm nhận của bạn trong giây phút này
sau khi mà chúng ta lắng nghe những chia sẻ rất là chạm từ cô Kim Sơn cũng như là Master Oneness về tinh thần ăn mừng cuộc sống, thì hiện thì bạn cảm thấy như thế nào? Xin mời bạn có thể giơ tay để ban tổ chức mở mic và chia lắng nghe những chia sẻ của bạn trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Bạn Minh Như có câu hỏi, ở đây có bạn nào đã từng tham gia Diviner Fest? Chúng ta giơ tay được không ạ? Nếu bạn đã từng tham dự Diviner Fest, chúng ta giơ tay được không ạ? Ở đây có thầy Oneness chắc chắn rồi. Có Minh Như, có cô Kim Sơn, còn lại là những người bạn mới sẽ lần đầu đến với lễ hội Diviner Fest năm nay đúng không ạ? Wow, rất là tuyệt vời. Rồi, vậy thì Sang xin phép mời bạn Sơn có thể chia sẻ cảm nhận của bạn được không ạ? Sau khi mà chúng ta lắng nghe phần chia sẻ của thầy cô hôm nay, xin mời bạn Sơn. Đầu tiên thì mình xin cảm ơn cô Kim Sơn đã giao duyên cho mình biết đến Diviner. Thì trước đây mình là một người cũng rất là nhút nhát, khi đứng trước đám đông thì mình rất là ngại. Thì khi mình biết đến Diviner thì thành những bài tập ở trong Diviner thì mình cũng đỡ đỡ hơn so với trước kia. Thì mình thấy là những chương trình ở bên Diviner thì giúp mình rất là nhiều để cho mình có thể vượt qua cái giới hạn bản thân. Và mình xin cảm ơn bên thầy Oneness và Diviner đã cho mình những cái trải nghiệm và cho mình những cái bài tập để mình vượt qua được giới hạn của bản thân. Cảm ơn em. Các bạn biết không, một người đã từng có nhiều cái tệ nạn xã hội, và em ấy rất là thiếu tự tin về em ấy, nhưng em ấy là một người rất là giá trị. Và khi chúng tôi gặp em ấy có một cái tấm lòng rất là tốt, nhưng em ấy chưa bao giờ dám vượt qua cái rào cản lăng kính và rất là sợ đánh giá và phán xét. Chúng tôi cũng như thầy Quân cũng đã gieo duyên cho em ấy rất là nhiều khóa học, nhưng rõ ràng cái vết thương nỗi đau ở bên trong em ấy đôi lúc vẫn còn. Và tôi nghĩ phương pháp chữa lành đứa trẻ từ bên trong của thầy Onet cũng như môi trường của thầy đã giúp em ấy rất là nhiều. Tôi tin rằng đối với tôi là một nhà coaching và chữa lành, tôi không dính mắc vào phương pháp nào. Tôi chỉ mong muốn nếu như các bạn phù hợp với phương pháp nào hãy đi theo, chỉ cần các bạn thấy mình bình an và mình hạnh phúc hơn. Do đó tôi cảm thấy rằng nếu như ai đủ duyên về cái làng chỗ thầy Onet xây dựng, và với cái tính kỷ luật và nghệ thuật của thầy đã giúp cho những học viên tại đó chuyển hóa, thì đó chính là một vị thầy chân chính. Chúng ta đừng mắc kẹt vào cái việc nghệ thuật hay nhảy múa hay là một cái gì đó, mà chúng ta hãy thực sự chạm vào đến tận cùng ở trong đời sống tâm linh của mình. Chúng ta sẽ có thể hiến tặng những giá trị tuyệt vời nhất của mình cho mọi người. Tôi cảm thấy rất là biết ơn được tham dự và tài trợ lễ hội này, tài trợ một phần. Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, chúng ta hãy cùng nhau làm. Và chúng ta sẽ thấy trong cuộc đời tôi đôi lúc một việc làm nhỏ của mình với tình yêu mà lớn, chúng ta cũng làm nên một câu chuyện. Mỗi chúng ta ở trong đây 70 mấy người, chúng ta chỉ cần mỗi người mời 5 người và hãy thử tham dự cùng, chúng ta sẽ mang về hạnh phúc cho chính người đó. Chúng ta chỉ cần mời 2 người và nói 2 người đó mời 2 người tiếp tục, đúng không ạ? Vậy thì rất là đơn giản, chúng ta đã gieo duyên rất là nhiều người về đó. Chưa kể khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có mấy trăm người sẵn rồi, thầy cô giáo ở đó cũng đã sẵn rồi. Do đó số lượng không có nhiều lắm. Nếu như chúng ta đủ duyên đến tham dự lễ hội đó, chúng ta toàn là gặp những nhà chữa lành thực sự, những nhà mà họ đã từng đau và tổn thương rất là lớn, nhưng giờ này đây họ đã được chữa lành, thì họ sẽ gieo cho mình một cái từ trường rất là mạnh. Tôi muốn nói để cho các bạn rõ ràng hơn về lễ hội. Vậy nha.
Chúng ta vừa lắng nghe những chia sẻ rất là nhiều động lực, rất là nhiều cảm hứng từ cô Kim Sơn để chúng ta cùng cho phép mình một cơ hội đến với một môi trường mới. Có thể là chúng ta chưa quen với những cái hoạt động nghệ thuật ngẫu hứng thì cũng không sao, ai cũng có những cái lần đầu, để chúng ta cùng tháo bỏ những cái lớp vỏ mà chúng ta đã khoác vào mình bấy lâu nay và cùng kết nối với đứa trẻ hồn nhiên bên trong chúng ta mà ai đều cũng có. Và đây chính là một cái môi trường mà Diviner Fest mang lại cho chúng ta, đó là sự kết hợp của rất nhiều những vị thầy tỉnh thức, như cô Kim Sơn nói, không dính mắc vào một phương pháp nào. Mà tại lễ hội Diviner Fest, bạn được lắng nghe những chia sẻ từ nhiều vị thầy đến từ nhiều cộng đồng, mỗi người lại mang tới một phương pháp, một màu sắc riêng để chúng ta có một trải nghiệm chuyển hóa đa dạng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được gặp những người nghệ sĩ tỉnh thức. Đây là những người đã sử dụng âm nhạc hay những vũ điệu hay là những bức tranh của họ trên cái hành trình chữa lành, trên cái hành trình chuyển hóa này. Trước đây có những người cũng chỉ là một cô gái văn phòng rất là mắc kẹt, rất là bế tắc trong cuộc sống, và bây giờ bạn được chuyển hóa thành một người họa sĩ dành toàn thời gian cho việc vẽ tranh lên những chiếc áo, và từ đó thì chia sẻ món quà đó với cộng đồng của chúng ta. Và rất nhiều những câu chuyện của những người nghệ sĩ tỉnh thức, họ đã, đang và đi trên con đường hướng tới ánh sáng này như thế nào, chúng ta sẽ được gặp và kết nối với họ trong không gian của Diviner Fest. Rồi, và để chúng ta cùng khép lại chương trình ngày hôm nay thì Master Oneness, would you like to share any last word with us? Bây giờ thì Sam xin mời Master Oneness có thể chia sẻ đôi điều với chúng ta. Friends, you see, collaborations always makes us humble. Các bạn thân mến, khi mà chúng ta hợp tác với nhau, bạn sẽ trở nên khiêm tốn hơn. And humbleness is most important to become spiritually aware how things really works. Và khi bạn khiêm tốn, bạn mới có được sự nhận biết cái cuộc sống này nó vận hành thực sự như thế nào. For example, if two people married, woman and man, they are collaborating the life. Ví dụ khi mà một người đàn ông kết hôn với một người phụ nữ, họ đang hợp tác với nhau. After they have the children collaborating with the parents. Và khi mà họ sinh một đứa con thì một đứa con đó cũng đang hợp tác cùng cha mẹ. And if they don't know how to collaborate, that cannot be some good family, harmonious family. Và nếu mà mỗi người trong gia đình lại không biết cách để có thể hợp tác, chung sống cùng với nhau, thì chúng ta sẽ không có một gia đình an vui và hạnh phúc. In the same way, in our society, in our community, there are many organizations, companies, whatever. Everyone have their own life, their own community, own group and people. Tương tự như vậy, trong cuộc sống, mỗi người lại có một cộng đồng riêng, một nhóm riêng. So, two different organizations need to know how to collaborate. Vậy thì hai tổ chức khác nhau, chúng ta cũng cần học cách chung sống và hợp tác với nhau. Then it will become healthy society. Có như vậy, xã hội của chúng ta mới trở nên bình an hơn, lành mạnh hơn. When within the city, organizations know how to collaborate, then within the nations, countries know how to collaborate, then the whole world become more unite. Và khi mà hai tổ chức biết cách làm việc với nhau, hai thành phố biết cách làm việc với nhau, thì đất nước của chúng ta mới đoàn kết. And yet collaborations is not easy. Require lots of things need to resonate to each other. Và việc hợp tác với nhau, các bạn thấy không ạ? Không hề dễ dàng đâu. Chúng ta trải qua rất nhiều thử thách khi chúng ta hợp tác với nhau. Because everyone have their own kind of values, their own kind of perception, their own kind of understanding of the life itself. Bởi vì mỗi người lại có một góc nhìn khác nhau hoàn toàn về cuộc sống. And when Master Kim Soon join support us when we do some conscious activities, it makes me more humble actually. Và khi mà cô Kim Sơn hiện diện và tới ủng hộ những sự kiện của Diviners, thầy cảm thấy khiêm tốn vô cùng.
So because of that energy, want to do more work for the community rather being a leaving a commercial person. Và thầy cảm thấy rất được truyền động lực để thầy cống hiến, thầy phụng sự nhiều hơn nữa vì cộng đồng. Sometimes when we are young, we can think about our life. For example, I can think about my life. I can have a wife, I can have some family, I can invest money in somewhere, I can get the investment, I can do some commercial courses, training courses and get money and build some house and I can think like that. Đôi khi chúng ta là những người trẻ tuổi thì thầy cũng có thể nghĩ về chuyện cưới vợ, sinh con, rồi mua nhà, rồi mua đất, rồi tiết kiệm cho mình một cái khoản tiền riêng cho cá nhân. But of course, my life force is not that I always focus on bringing contribution to the community so the community can be more healthy. Nhưng đó không phải là mục đích sống của thầy. Mục đích sống của thầy là phụng sự, là cống hiến cho cộng đồng, để cộng đồng của chúng ta có được sự bình an hơn, hạnh phúc hơn, tự do hơn. But the key point here, when we are doing, it's like going alone and creating lots of energy. And when someone come, conscious friends, divine friends come and give some involvement and some support, it become like a hills of support. Và khi mà chúng ta tưởng chừng mình đơn độc trên hành trình này, chúng ta cứ đi mãi, và rồi có một ngày chúng ta gặp được một cái người bạn có cùng chí hướng, một người bạn tỉnh thức ủng hộ chúng ta, nâng đỡ chúng ta trên hành trình này. So that time hope become more and we get more focused into divine work and it really big motivation for us do bigger work for the community. Và những lúc như vậy, đó là một nguồn động lực rất lớn để thầy tiếp tục đi tiếp trên con đường phụng sự và cống hiến cho cộng đồng. So in this year, Wabis College and Master Kim Soon given us that energy. Và năm nay thì chúng ta đón nhận được sự ủng hộ rất tuyệt vời từ cô Kim Soon và trường cao đẳng quốc tế Sanh Tuệ Đức Wabis. It makes me more humble. It makes me more energy to contribute longer time to in Vietnam. Thầy cảm thấy rất khiêm tốn và cảm thấy được truyền nhiều động lực để phụng sự, cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Yes, friends. So let us always focus on the collaboration together. I also giving you the reminder. You also make sure. Collaborating with your own networks and communities the best you can. Và như vậy chúng ta hãy cùng chung tay với nhau. Và khi mà đây cũng là một cái lời gợi nhất của bạn, khi bạn về với cộng đồng, về với cuộc sống của mình, hãy chung tay, hãy cộng tác thật là tuyệt vời với những người xung quanh bạn. Yes, friends, so see you all in our Diviners Fest. Welcome, let's celebrate consciously. Và thầy gửi lời chào mừng tất cả các bạn đến với lễ hội Diviner Fest. Chúng ta hãy cùng ăn mừng cuộc sống này thật là tỉnh thức. Welcome, welcome. Welcome, welcome to Diviner Fest. Welcome, welcome to Diviner Fest. Let us together collaborate. Let us together collaborate. Let's hands together. Let's open our heart. Enjoy to the fullest. Welcome healing. Welcome oneness. Welcome healing. Welcome oneness. Welcome, welcome, welcome mindfulness. Thank you, friends. Một mùa lễ hội tình thương sắp đến rồi, nào bạn ơi ta cùng chung tay, bạn ơi ta có gì nào, mở lòng đóng góp chung tay, mỗi người một viên gánh. Là ta xây nên một lễ hội tình thương cho nhau. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với lễ hội Divine Fest.
Rồi, bây giờ thì để chúng ta cùng khép lại chương trình ngày hôm nay trong nguồn năng lượng tỉnh thức. Thì mình xin phép được mời cô Kim Sơn có thể chia sẻ những cái thông điệp cuối cũng như là dẫn một phần thiền ngắn để chúng ta cùng khép lại chương trình ngày hôm nay được không ạ? Alo, nghe được không ạ? Nghe được rất rõ ạ. Lời đầu tiên thì tôi nghĩ rằng tôi rất là tự hào và hạnh phúc được tham dự trong lễ hội này. Tôi nghĩ thầy Onet rất là khiêm tốn mới nói như thế. Các bạn chưa thấy về việc cống hiến phương pháp của thầy trên cả thế giới. Và khi thầy về Việt Nam, thầy rất là trăn trở làm thế nào để làm sao cho Việt Nam phát triển. Và tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta không hiến tặng những cái giá trị mà chúng ta có thì rất là tiếc. Thầy đã hạ mình xuống đi kêu gọi rất là nhiều nơi và rất là nhiều người bạn đạo của tôi cũng đã từng cống hiến cho thầy. Và thầy đã từng là không cần một đồng tiền nào hết mà mời gọi rất là nhiều anh em huynh đệ dọc Việt Nam cũng như trên thế giới cùng đồng hành với thầy. Tôi tin rằng ở Việt Nam có khi là chính quyền thực sự bây giờ chưa thực sự ủng hộ, nhưng nếu như họ tiếp cận, họ tham mưu, họ gần gũi, họ xôn vào, họ hiểu sâu sắc về phương pháp của thầy thì tôi tin rằng thầy sẽ được ủng hộ nhiều hơn. Có thể chính vì Việt Nam chưa hiểu mà thôi, cũng giống như bản thân một số thành viên trong hội đồng quản trị bên trường tôi ban đầu cũng không hiểu. Và tôi tin rằng cũng có nhiều người như thế. Vài lời chia sẻ với quý vị để quý vị thấy rằng khi tôi chọn một người để đồng hành với mình không hề đơn giản. Và các bạn hãy tham dự nhiều hơn. Và giờ này đây tôi xin giữ thiền 5 phút để kết thúc kêu gọi trong cái vấn đề này được không ạ? Mời cả nhà hãy chọn cho mình một tư thế thật là thoải mái. Hãy ngồi sao cho thật vững chãi, thật bình yên, thật tĩnh lặng. Hãy dành cho mình những giây phút dành cho chính mình, không dành cho một ai cả. Hãy từ từ nhắm mắt lại. Phải chăng lâu nay với việc cơm áo gạo tiền, quá nhiều việc bận rộn, lo cho chồng, lo cho con, lo cho người này, lo cho người nọ, nhưng chắc chắn có một người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng cha, cùng mẹ, cùng huyết thống. Một người mà luôn luôn đồng hành với mình trên mọi chặng đường. Một người mà cho dù vợ mình, chồng mình đôi lúc mình khổ đau cũng chưa chắc họ nâng đỡ mình bằng người đó. Một người mà lâu nay họ có thể đồng hành mà không bao giờ than vãn. Một người mà cùng cha, cùng mẹ họ đã xuyên suốt đi đồng hành với mình nhưng chắc gì mình đã yêu thương họ. Đó chính là linh hồn của mình. Lâu nay chúng ta tắm gội cho thân xác này, cho cơ thể này. Chúng ta mua những căn nhà để cư trú cho thể xác này nhưng chắc gì chúng ta tạo một linh hồn thực sự cho chính bản thân mình. Giờ này đây rất là mong các bạn hãy dành những giây phút bình yên cho mình. Giờ này đây các bạn hãy tác ý làm thế nào trên thế giới này nhiều người biết yêu thương mình, nhiều người biết chăm sóc linh hồn của mình, nhiều người biết chăm sóc tâm thức của mình, nhiều người biết nuôi dưỡng sự sống cho mình, nhiều người có thể đón nhận, chào đón những vị thầy tâm linh thực sự. Nhiều người hãy hạ mình xuống dẹp cái tôi to lớn hay hạ cái tôi xuống để trở nên nhỏ bé, khiêm nhường. Để rồi khi chúng ta nhỏ bé khiêm nhường, chúng ta mới đón nhận tất cả năng lượng của vũ trụ, năng lượng của những vị thầy tâm linh, năng lượng của Đức Mẹ, năng lượng của tất
cả những vị thầy có thể trao truyền cho mình. Tôi biết rằng một lễ hội không phải là do một ai cả. Một lễ hội được nuôi dưỡng, được xây dựng, được gieo trồng trên tất cả tâm thức của chúng ta. Khi tâm thức của chúng ta ý thức rằng chúng ta cần bình an, cần hạnh phúc thực sự, thì chúng ta tự động kết nối với chính mình một cách sâu sắc. Và khi chúng ta kết nối với mình một cách sâu sắc, thì chúng ta hàng ngày không chỉ tắm gội thể xác này mà chúng ta còn tắm gội linh hồn này. Nhiệm vụ lớn nhất của một đời người là biến phần bản năng thành ý thức. Nhiệm vụ lớn nhất cuộc đời này hãy tạo nên một bữa tiệc thực sự hạnh phúc cho cuộc đời nhà mình. Nhiệm vụ lớn nhất của cuộc đời mình hãy vẽ nên một bức tranh, không phải là ai vẽ. Chính mình là người vẽ nên một bức tranh tuyệt vời đó. Để có bức tranh tuyệt vời đó, bạn phải thực sự tự do, bạn phải thực sự hào phóng, bạn phải thực sự bình an, yêu thương, chấp nhận và tha thứ chính mình. Bạn phải cho phép bạn sai, bạn phải cho phép vượt qua những rào cản, những định lực, những đánh giá và phán xét của thế gian, để rồi giờ này đây bạn sẽ trở nên là chính bạn, không phải là ai cả. Hãy đồng hành cùng chúng tôi bạn nhé. Hãy yêu thương cùng chúng tôi bạn nhé. Hãy trở nên một vị thầy tâm linh của chính mình bạn nhé. Hãy đồng hành cùng chúng tôi. Bạn và tôi, chúng ta là anh em. Hãy cùng tác ý cho lễ hội này. Hãy ngồi thật tĩnh lặng. Chỉ ngồi yên lặng thôi, không nói gì cả. Hãy dành cho mình 1 2 giây phút tĩnh lặng trước khi kết thúc. Đúng rồi. Tôi nhận được năng lượng bình yên từ các bạn. Tôi nhận được vũ trụ này đón đón nhận chúng tôi. Tôi nhận được tín hiệu của Đức Mẹ ủng hộ chúng tôi. Tôi nhận được không chỉ 100 người ngồi đây, mà giờ này đây hàng ngàn, hàng triệu người, hàng tỷ người trên hành tinh này, không chỉ con người mà có cả sinh vật hữu tình cũng như vô tình đang ủng hộ chúng ta. Chỉ cần một tác ý thiện lành của mình gửi đến vũ trụ, thông điệp vũ trụ sẽ gửi đến mình, thì năng lượng bạn bình an, bạn sẽ đón chào cuộc sống này như một bữa tiệc thực sự. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời khắc những giây phút cuối cùng này cho buổi lễ ngày hôm nay. Chào các bạn. Mời các bạn mở mắt ra và chúng ta hoan hỷ đón nhận. Namaste. Cảm ơn phần diễn thiền rất bình an của cô Kim Sơn. Xin mời các bạn, chúng ta có thể cùng hòa nhịp trong không gian của lễ hội Diviner Fest, trong sự kiện khai mạc lễ hội này. Vậy ngày hôm nay chúng ta đã đón nhận thông điệp từ Master Oneness về sự khác biệt giữa giải trí tiêu khiển và một lễ hội thật sự. Đó là sự giải trí tiêu khiển luôn liên quan tới những thói quen độc hại không lành mạnh, tới việc chúng ta phải trả tiền để có được những cái dịch vụ đó. Thế còn lễ hội đích thực, bạn không cần phải trao đổi thương mại với nhau, mà đây là một sự chung tay cộng hưởng đóng góp của tất cả mọi người với những gì chúng ta có. Chúng ta cho đi, chúng ta sẽ cùng đạp nên lễ hội. Cảm ơn phần chia sẻ của cô Kim Sơn.
về việc chúng ta hãy cho phép mình tuôn chảy được sống thật với chính mình, không còn những dính mắc, những định danh, những đánh giá. Và hãy cùng cộng hưởng với nguồn năng lượng của lễ hội để mỗi người chúng ta được bình an hơn, hạnh phúc hơn và tuôn chảy hơn. Vậy để khép lại chương trình ngày hôm nay thì mình một lần nữa xin thay mặt đội ngũ Diviners gửi lời cảm ơn tới Master Oneness và cô Kim Sơn và tất cả các bạn đã hiện diện trong vòng tròn năng lượng của chúng ta ngày hôm nay. Để chúng ta ủng hộ, đóng góp cho lễ hội thì có rất nhiều cách. Cách đầu tiên đó là hãy mời những người bạn của mình tới tham dự lễ hội. Mỗi người ở đây, chúng ta phòng Zoom này có gần 100 người, mỗi người chỉ cần mời 5 người bạn cùng tham dự lễ hội. Ở đây Sam cũng thấy có sự hiện diện của những người bạn, không chỉ mời 5 người bạn đâu, mà họ còn mời cả trường của mình nghỉ học, nghỉ dạy ngày hôm đó để cùng tham dự lễ hội Diviner Fest. Thì đây là một cách rất thiết thực để chúng ta ủng hộ và cùng chung tay lan tỏa những hạt giống thiện lành của lễ hội Diviner Fest. Cách thứ hai đó là hãy đóng góp thời gian năng lượng của mình, hãy trở thành một người tình nguyện viên. Như Samita cũng đã là một người tình nguyện viên được 4 năm rồi, như bạn Minh Như, như bạn Yến Nhi và rất nhiều huynh đệ ở đây cũng đã đang phụng sự để lễ hội của chúng ta có thể được hiện thực hóa. Hãy đóng góp những khả năng của bạn, hãy đóng góp thời gian năng lượng của bạn để chúng ta cùng nhau chung tay tạo nên một lễ hội thật màu sắc. Ở trong phần chat box thì ban tổ chức cũng có chia sẻ đường link để các bạn đăng ký trở thành một người phụng sự tại lễ hội Diviner Fest. Cách thứ ba, bạn có thể trở thành một nhà tài trợ để ủng hộ cho lễ hội Diviner Fest. Các bạn thân mến, để tổ chức một lễ hội miễn phí với quy mô quốc tế và dự kiến chào đón 1.000 người tới thực hành thì đây là một nhiệm vụ không hề nhỏ. Hiện nay thì ban tổ chức đang gây quỹ gần 300 triệu để có thể tổ chức cho lễ hội Diviner Fest. Mọi đóng góp của bạn, dù lớn dù nhỏ, đều là một viên gạch để tạo nền móng, xây dựng nên một lễ hội Diviner Fest rực rỡ và lan tỏa nhiều giá trị tích cực. Chỉ với 500 ngàn thì bạn đã đóng góp cho lễ hội của chúng ta trang trí thật là rực rỡ, thật là sáng tạo. Và đây là một lễ hội chúng ta đang hướng tới là kỷ lục nhiều mandala nhất mọi người ạ. Vậy thì cái số tiền đóng góp này của bạn 500 ngàn sẽ được dùng để mua màu vẽ và chúng ta sẽ vẽ, các bạn tình nguyện viên đang vẽ trên những sản phẩm tái chế hoàn toàn từ thùng cắt tông, thùng mì, thùng sữa để có thể mang tới một nguồn năng lượng lễ hội cho Diviner Fest năm nay. Chỉ với 1 triệu đồng, bạn sẽ giúp lễ hội Diviner Fest lan tỏa mạnh mẽ trên báo đài, tờ rơi, phương tiện truyền thông để sự kiện đến với nhiều người trong cộng đồng của chúng ta hơn. Với 15 triệu đồng thì bạn đang tài trợ ô bạt để che chở cho lễ hội dưới mọi điều kiện thời tiết. Với 45 triệu khi bạn ủng hộ cho lễ hội thì bạn đang tài trợ cho hạng mục âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, sân khấu, màn hình LED của lễ hội, tạo nên những giây phút trải nghiệm khó quên tại sân khấu chính của lễ hội. Và nếu bạn muốn gieo hạt, lan tỏa về những thông điệp nghệ thuật chuyển hóa của Master Oneness, bạn có thể ủng hộ 50 triệu để đóng góp cho 1.000 cuốn sách nghệ thuật chuyển hóa. Thì đây chính là phương pháp của Master Oneness. Và thầy cũng rất là mong muốn có thể chia sẻ, công bố cái cuốn sách này tại lễ hội và chúng ta sẽ chính sách phát hành, chính thức phát hành sách thì vào năm sau ạ. Như vậy ở đây thì ban tổ chức đang để những hình ảnh để chúng ta, những nhà tài trợ, chúng ta có thể chụp lại và ủng hộ, đóng góp cho quỹ tổ chức của lễ hội Diviner Fest tại đây. Và chúng ta hãy cùng đồng hành bên nhau trở thành một phần của hành trình đầy phước lành và ý nghĩa này. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta cùng sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa. Như vậy thì chúng ta cũng đang cùng nhau khép lại buổi chia sẻ ngày hôm nay với những thông điệp vô cùng thông tuệ từ Master Oneness, cô Kim Sơn, cùng sự hiện diện của tất cả những người bạn trong cộng đồng của Diviners. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã hiện diện ở đây và bây giờ.
và chúng ta cũng có thể cùng nhau hòa nhịp lễ hội. Xin mời Minh Như, chúng ta sẽ cùng chia sẻ một bài hát mà đội ngũ Diviner tự sáng tác để chúng ta có thể hòa nhịp lễ hội ngay từ bây giờ. Xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng thả lỏng và chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nguồn năng lượng ăn mừng cuộc sống vô cùng tuyệt vời này. Đời trọn vẹn cùng tình thương và lòng biết ơn, luôn hết mình trong từng hơi thở, với nỗ lực tự nhiên thư thái tỏa ánh sáng nghệ thuật tỉnh thức, chuyển hóa mọi nỗi khổ niềm đau, cùng chung tay kết nối cộng đồng, vì hiện tại và ngày mai rực rỡ. We are diviners of light, we are transforming artists, we are here for the divine transmission, for the new age of human mankind, bridging every gap, cleansing every breath, giving everything. With thoughts and meditation, with vegan conscious lifestyle, let's celebrate for the reunion of all our dear brothers and sisters. Diviners of light, we are transforming artists, we are here for the divine transmission, for the new age of human mankind, bridging every gap, cleansing every breath, giving everything. With arts and meditation, with vegan conscious lifestyle, let's celebrate for the reunion of all our dear brothers and sisters. Please forgive me, Ahosi. So, namaste. Rồi, như vậy lễ hội của chúng ta sẽ tổ chức vào ngày 20 tháng 11 tại trường Cao đẳng Quốc tế Sanh Tuệ Đức ở Va Vít, Vũng Tàu. Và cả nhà ơi, bây giờ xin mời tất cả mọi người chúng ta hãy cùng mở mic được không ạ? Để chúng ta cùng gửi tới nhau những cái lời chúc lành và cùng hẹn nhau tại không gian tỉnh thức của lễ hội Diviner Fest năm nay. Xin mời mọi người, chúng ta hãy cùng mở mic để cùng nhau lan tỏa nguồn năng lượng lễ hội này và kết thúc buổi ngày hôm nay. Chào mừng bạn đến với lễ hội Diviner Fest. Gặp lại chúng ta cùng tập hẹn gặp bạn tại đây Diviner's Fest đến rồi cùng nhau vui ca. Một làn gió mới tràn đầy yêu thương khắp muôn nhà. Ta bước đi trong cỏ hoa lòng nhẹ như mây, cùng nhau sống xanh chạm vào thiên nhiên từng ngày. Nắng vàng lộng lên rơi trên đôi vai ta, bài hát ngân vang nơi đây mọi điều thiết tha. Gió mát xua tan bao nhiêu phiền lo tháng ngày, cùng thiên nhiên hòa nhịp dưới ánh nắng lung linh. Vai nó sẽ muôn màu, ta hôn lên niềm vui. Ngồi yêu thương đây rồi, trao nhau nụ cười rạng ngời. Sau xanh mỗi ngày, chung tay với đất trời. Cùng nhau đi, đến khắp chốn quanh cuộc đời. Anh chẳng
sáng soi con đường ta bước, mơ về ngày mai tươi sáng không xa, hạnh phúc sẽ đến như những vì sao kia, cùng nhau giữa thế giới mộng mơ tuyệt vời. Hòa nhập cùng cây cối hoa lá xanh tươi, những trái tim kết nối yêu thương ngập tràn, bước đi trên con đường trải đầy sắc màu. Divinus Fest âm vang trong lòng mãi lâu. Divinus Fest muôn màu ta hát lên niềm vui, ngồi yêu thương đây rồi trao nhau nụ cười rạng ngời. Sống xanh mỗi ngày chung tay với đất trời, cùng nhau đi đến khắp chốn quanh cuộc đời. Gặp lại bạn tại Divine Open. Chào mọi người, Divine Open muôn màu ta hát lên niềm vui, mùa yêu thương đây rồi trao nhau cười rạng ngời. Sống xanh mỗi ngày chung tay với đất trời, cùng nhau đi đến khắp chốn quanh cuộc đời. Hẹn gặp mọi người tại Divine Open.